Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Có người à? Có người bỏ mình chứ? Bạn ơi. Đây này con sói này. Sói ngay hướng này đây. Đậu xanh giết nó, giết nó. Ok đã xong. Thank you bạn đã support. Không hiểu sao khi mà chơi với sát thủ thì cái tinh thần mà kiểu như là tôi chơi 8 plus, tôi lại cảm giác là chơi nó dễ hơn các bạn ạ. Sợ đồng đội cái ăn mạng thật thật. Thế luôn. Trong nhà người. Không phải là rồi đâu bạn ơi. Từ một đó. Ồ đây à? Đâu phải. Nó chạy ra ngoài chưa? Ok. Ồ, nhanh quá bạn tôi ạ. Bạn là mình sợ đấy. Mình sợ bạn quá rồi đấy. Bạn ơi. Sống là phải xô đẩy người ta. Thúc đẩy người ta. Ôi nha em ơi. Bây giờ thật sự là tôi mong chờ phiên bản OB15 sớm để xem là con sắc 2 có chơi được hay không. Không chơi được nữa chắc là tôi muốn đập luôn máy anh em ạ. Mới cập nhật OB14 hoạt động. Thì thế vậy nên là chắc là tầm tháng nữa mới chơi được sắc 2 cơ. Mệt mỏi ghê vậy anh em ạ. Chơi tạm bằng 8 plus. Chắc là mình sẽ like một con này chắc là cả tháng nha em ơi. Có khi là cả 2 tháng chứ. Đủ tận 2 tháng rồi á. Nhiều khi mình tự hỏi là điện thoại mới ra không nên mua vội làm cái gì cả anh em ạ. Game đã hỗ trợ đâu. Không, với những người có điều kiện thì nên mua rồi. Ông ơi mua về không hỗ trợ thì bây giờ cũng đang để xó nè. Đấy, người ta bảo đấy là thì có đấy cậu. Mình lại kiểu hứng khởi mua hôm ngày ra mắt luôn, ông ạ. Ngày hôm sau mua luôn. Cái đậu xanh order hết 13 củ. Đậu xanh. Trả đời đắt 1 củ đấy. Đúng dân chơi khác, mình thì chỉ biết mua. Đâu bạn đánh xác và dừng thôi. Mua bài đánh xác 2 xong là tôi chuẩn bị ăn mình tôm cả tháng đấy ông ạ. Ông ấy nói thế cuộc sống nghèo khổ anh em ạ. Sáng tôi nhịn ăn sáng này. Chưa ăn một gói mì tôm này. Tối là bữa ăn giàu dinh dưỡng hơn xíu để live game. Thì mình ăn 2 gói mì tôm. Đấy, cuộc sống anh em thấy nghèo khổ không ạ? Mua con đánh xác là thôi xong, coi như là nhịn ăn cả tháng rồi. Làm gì còn tiền đâu. Đây bạn ơi, đây bạn ơi, đây có người này. Ê, đây này, bên này, bên này, bên này, bên này. Ôi bạn ơi, giết nó. Ok. Ô iPhone nó lại cái ăn mạng ngon nhỉ ông nhỉ? Bắn cứ vèo vèo ạ, hay phết nhỉ? Bạn có thể hashtag thì ngừng lại được không? Ngừng lại đi bạn. Sao bạn ơi? Hashtag gì bạn ơi? Dừng lại á? No. No dừng lại. Ăn mạng. Start mình đang ốm mạng. Bạn hãy cho mình ăn nhiều lên để cho nó nhanh khỏe nè bạn ơi. Ăn nhiều nó không khỏe được cậu, đâu cậu. Ok ạ. Đã đủ. Mua luôn cái băng là 3 luôn. Ăn nhiều mạng khỏe lên được mà bạn ơi. Đâu cậu. Kiểu mũi tôi thở hiện tại đang hơi khó chịu xíu các bạn ạ. Chẳng đứng mũi mà. Đậu xanh, hello mọi người. Ốm mỗi thế với lại họng hôm nay đỡ nhiều rồi. Họng hôm nay thì không bị đau rát như hôm qua. Đấy, lấy xe lại. Sao bạn ơi, ok, lấy xe chạy đi bạn. Chúc thọ của ông người bắt vẽ trưởng. À quên, vào sau tôi đổi nhân vật nam cái đã. Để chơi game một châu hơn, còn nhân vật nữ này trông có vẻ yếu đuối thật. Mặc dù là tôi đã add cả giáp châu của Andrew với lại add cả cái tính năng. Ủa, bố đích đâu? Đâu phải không? Cho ai, bên đây. Đây à? Ok. Thank you Vietnam. Bây giờ đang live bằng cái app mới đây là không dám vừa bật chôm vừa live luôn anh em ạ. Tôi là live bằng một máy này, đọc comment bằng laptop luôn này. Kinh quá. Kinh đâu thì laptop mua hôm nọ hôm Tết rồi ông ơi. Dân chơi đâu dân nghèo mà ông. Ông bảo tôi dân chơi làm tôi cảm giác nó cứ thế nào đấy anh em ạ. Sát thủ đây mới là dân chơi này bạn này. Đã đủ căng. Đúng mà. Đơn giản là vì nhà sát thủ nó có ô tô các bạn ạ. Nhà tôi không có ô tô, chỉ có xe máy đấy à. Cậu ơi, ô tô quan thôi mà. Nhà nào chả có cậu. Nhà mình không có. Cậu thấy nhà mình poor hơn chưa? Wow. Đúng mà. Có rất nhiều người là người ta không muốn thể sử dụng quá. Người ta thay vì mua tô người ta mua phân khối. Đấy. Úi dồi ôi. Đâu mình xe rẻ tiền mà bạn. Ồ thú vị. Mình đi xe rẻ tiền mà sao bạn lại như vậy với mình. Đâu. Tôi có xe máy, cứ tưởng là có người, nó đi xe máy. Bạn nhầm nhọt sang trùng trọt à? Tôi sợ bạn đấy. Ok. Sao bạn? Không, có thính. Thính chỗ nào vậy ông ơi? Thính sau này. Đâu rồi?
đúng với kép đi thẳng bởi bây giờ đấy thế ạ. Thưa ông ạ, sao của em chơi mượt phết anh ạ, của anh chưa có mượt thế à, nhưng mà anh chán chán rồi nha em ạ, mua sắc 2 về chỉ muốn chơi ở sắc 2 thôi, nhưng mà sắc 2 nó không hỗ trợ 60 FPS. Tôi mà đem live test thử cho anh em xem thì anh em sẽ kiểu cảm giác nhìn cái máy là muốn đập luôn à, đâu có muốn chơi đâu. Nhìn cái hết cậu. Thật mà ông. Ủa game gì mà đáng lẽ ra là ê, nó phải tự mà. Nhận diện chip mới chứ. Chip đúng 855 đâu rồi, phải là ra mắt đâu đâu. Ui thôi chúng nhé. Ok. Ok. Vẫn tung lóc nhà luôn. Chip 855 ra mắt từ đầu năm rồi mà bây giờ tháng 3 chuẩn bị sang tháng 4 rồi. Thế mà còn chưa hỗ trợ 60fps cho chip 855 thì mình cạn lời các bạn ạ. Hơi chán game ở chỗ đấy. Nên là chơi tạm bằng iPhone. Các bạn ơi. Gì ấy, gì ấy, gì bạn ơi. 210, 210 bạn ơi. Hai đứa nhá. Hai đứa 210 chắc là nó vào căn nhà hướng S rồi. Nhà hai tầng nhá. Ừ, tôi nghĩ nó vào nhà rồi, yên tâm. Chắc là vậy thề. Cái này bọn này vào nhà là cái chắc. Ui, mình có hai quả lựu này. Ba quả lựu. Câu lên luôn bạn ơi. Câu bạn này. Ui mình câu lựu ngu các bạn ơi. Ngu người, ngu rồi. Ngu rồi, ngu rồi bạn mình ơi. Câu lựu ngu người rồi. Mình cũng thấy ok. Bạn ơi. Đây một quả lựu lên trên. Ở nhưng mà nó quá đâu. Không có người á, tưởng có người. Thế nó chạy qua mấy cái nhà chỗ này rồi ông ơi. Tìm coi, tìm coi. Nó sang mấy căn nhà hai tầng chỗ này. Biết rồi. Tôi thề luôn ông ạ. Đây 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 ông ơi, đây ông ơi, đây ông ơi. Đây ông ơi. Ok. Động sạch, bạn tôi nhanh quá. Thằng bạn nó nữa, thằng bạn nó, thằng bạn nó. Bạn nó đây à? Ui, hay lắm bạn tôi. Good game. GG. Ê! Ờ, có xe à? Căng. Đây đây. Bạn nó cho nó chạy vào không ơi, cho nó vui. Chạy vào đi. Hai thanh niên. Xấy xem nó luôn bây giờ. Đây luôn bạn ấy, à quên, lấy phóng liệu thằng kia đi. Đấy đã. Phóng liệu ở đây, đây đây. Tôi lấy phóng liệu này. Tôi chơi phóng liệu không ơi. Ok. Bạn định giấu đạn của kẻ địch à? Đậu xanh. Ừ, cậu. Sao bạn chơi rẻ tiền vậy? Không làm thế mình không muốn chết. Nó bắn hai quả phóng liệu là đi đời luôn, kể cả có giáp chống nổ. Bạn chơi rẻ tiền quá cơ bạn ơi. Khổ mình đem một chiếc phóng liệu này có 3 viên rồi. Mình sẽ chơi phóng liệu. Mấy thằng này đỡ có khỏe không? Chắc không. Máy hãng nào chơi game tốt và mượt nhất vậy anh? Anh em cứ phang Xiaomi cho mình nhá, bây giờ là con Xiaomi và Exynos 1 chơi game tốt nhất. Đấy không thì mua Asus ROG Phone. Đấy có hai con. Rồi. Là mình kiến nghị với anh em. Nhưng mà bởi Exynos thì nó rẻ hơn. Bây giờ còn 8 triệu rưỡi anh em mua, cứ mua về phang game thì cực kỳ là chất lượng. Đấy. Chứ còn là anh em mà cứ mua mấy con iPhone như kiểu là iPhone 8 Plus như mình đang dùng này thì nói chung là game tạm tạm thôi à. Live game thì ngon. Đấy. Còn Black Summer đấy thì chơi game thì ngon hơn các bạn ạ. Đấy là mình trải nghiệm rất nhiều dòng máy, kể cả là S9 mình cũng đã trải nghiệm rồi. Thì mình thấy là đánh giá nó là như vậy. Có thể ai đâu không? Và đây anh em có thể nhìn thấy được là trong cái ván đấu này còn lại là 14 người chơi nữa. S thủ ấy, ông vẫn đang có like à? Ờ, mình vẫn đang like mà. Ờ, ok, like Facebook à? Ờ mình vẫn đang live Facebook mà live tầm khoảng tầm 10 rưỡi. Nono Live đang có cái chương trình kiểu là tôi sẽ phải chọn lựa ra 3 hoặc 4 bạn may mắn nhất. Đấy để cùng tham gia cùng với team của mình. Đâu không phải team của mình là tham gia cùng với tôi để tham gia trong cái sự kiện ngày 30/31. Ok 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 rồi. Không biết là tạo custom hay là mình mời 3 bạn nữa tham gia cùng một team, tôi chẳng biết như nào nữa nên là đang xem coi các bạn ạ. Anh sĩ toàn là AFK không? Ủa? Anh AFK khi nào vậy em ơi? Thi thoảng thì anh cứ vào game kiểu như là anh test game ấy. Anh test một vài trận cho máy mới thì anh có out thế à? Em cái mờ nhá. Tự số gì? Em có nên follow anh không? Ui dồi ôi. Follow ngay và luôn em ạ. Được chưa? Follow ngay và luôn nhá. Không cần hỏi em ạ. Câu hỏi này đã vào đây xem rồi thì follow ủng hộ cho kẹo nha. Thank you em. Ôi, xem bắn chắc rồi, lấy luôn. Ok, lấy luôn, chạy luôn không ạ? Công nhận là mũi kiểu tôi nó hơi bị ngạt một xíu, hơi bị khó chịu anh em ơi. Nên là cái giọng nói kiểu như là nó toàn bị đập xuống dưới.
16 chứ Bình nhá. thường giọng nói mình cảm giác thanh thoát, còn bây giờ là giọng nói cảm giác đập xuống dưới khó chịu thật. Mong sớm Sao khỏi các vậy? bạn ạ. Xem. Hôm nay là ngày thứ hai mình bị bệnh đậu xanh, chắc là 3-4 hôm hoặc cả tuần đấy chứ. Không hết ngày mà. Không, mình thật là nghỉ ngơi thì nhanh hết ngay, nhưng mà tôi thì hôm nào cũng đến 1 giờ. Làm việc như này thì tôi nghĩ là cũng lâu lâu đấy không ạ? Không nhanh Lái đâu. sớm đi cậu, lái sớm đi sớm. Không bạn ơi, sớm còn nhiều công việc nữa, đâu phải là sớm là Ok. lai đâu. Để được bao thu rồi, chạy đi Ok, nhé. chạy đi ông ơi. iPhone X của em chơi cứ chán chán thế nào ấy nhỉ? Thì đúng mà, iPhone X với lại iPhone 8 Plus của anh thì cấu hình nó như nhau thì à. Cũng dùng con chip, anh nhớ là A11 hay là A12 gì đấy, không nhớ nữa. Nhưng mà con chip này nó chỉ đạt có 173.000 điểm AnTuTu, nên là chơi game nó cũng tạm tạm thôi. À đâu, hai hai mấy cái điểm ấy mình không nhớ nữa. Nhưng mà chơi nó không ngon lắm, mình cảm giác nó là như vậy. Đây xuống xe, xuống xe. Đơn giản là iPhone thứ nhất này, thứ nhất Còn là nhanh hai hết cái pin bảng này, hả? đấy. Thứ hai ấy, mà thật ra là iPhone X của em còn nhanh hết pin hơn cả 8 Plus của anh cơ. Đấy. Đấy là cái điểm trừ của iPhone đầu tiên. Khi mà nói về chơi game, anh em bật mắc đồ họa lên với lại máy nóng này, xong là Ui kiểu cảm trời giác ơi. là máy nó giật giật này. Hôm nay thì kẹo sẽ là 1 giờ nghỉ lai nha các bạn ơi. Quay lại phòng học. Chưa thấy ai cả. 11 thằng nữa để coi. Xem là 11 thằng nữa Nghe đang ở đâu. nghe đủ Sao ông, chưa sao nhỉ? Nghe đủ chưa ông? nhỉ? Ừ. Thế này á? Chắc chưa? Làm gì đã Đủ lượm chưa ông? luôn? Đủ rồi, À tôi chắc là nghe lượm đủ rồi, vào lượm đi. rồi ông ạ. Tôi với ông là chơi game hơi ngáo rồi. Chơi game không kiểm Ôi. tra gì cả. Sao vắng nhỉ? Đây tôi lái xe thì Đây xe nó chạy kiểu max tốc độ luôn ông ơi. Xem tốc độ nha. có chứ Đây là sao? Chứ bạn trong Misa bạn max tốc nhá. độ nhá. Như trong Trong nhà hay nhà. sao ấy? Phải Tôi không không vậy, biết. ông nhìn coi, ông nhìn coi, trong nhà. Như trong nhà hay sao? Và trong nhà. What Trong the nhà hell, không trong nhà? nhà. Đâu vậy? Ra nào Nhà ông ơi, ra nào ông ơi, ra này à? nhá. Ra đây. Một Ra viên đây phóng ra lựu, đây. xong. Sạch. Bạn tôi. Còn ai nữa không vậy bạn? Bạn tôi làm tôi chơi méo kịp gáp luôn. Hết giờ hả bạn? Thế rồi bạn ơi. Bạn cho quả phóng điện người ta, bố con người ta chết luôn rồi. Wow, mình tưởng chúng nó vẫn đang còn sống dai để trở thành huyền thoại cơ mà. Không, chúng nó đã Chết từng giả? sống. Ok, Từng sống từng sống rồi. á. Gắt. Bạn ơi nhanh lên xe mình chở bạn ơi. Ok. Ok bạn Ủa ơi. có người Ê này. cho bạn kìa. Đã đủ bạn Một viên rồi. nữa. Một viên nữa này. Ok Đã ok. đủ bạn thôi. Ui hai thằng luôn. Bye. Vậy là kẹo đã có được mạng thứ 7 rồi nha mọi người ơi. Bạn ơi, sao có Riêng kẹo gì thứ chứ 7 bắn nữa phóng nhỉ? lựu thì tôi thấy cảm giác dễ chơi mà. Ui đằng sau người, cẩn thận cẩn thận. Có người, có người. Bắn cho sấp mặt bây giờ. Ui. Ui. Dựng phút thường mang đậu xanh ông ơi. Ông Đi có mua súng một tiểu liên khẩu. không, cho tôi một cái khẩu súng tiểu liên. Đâu vậy, đâu vậy, đâu vậy bạn ơi? Các bạn chơi gắt vậy, ai chơi nổi? Chính là nó, chính là Bạn chơi gắt nó. vậy, ai chơi nổi? Tôi có mỗi shotgun ông ạ. Thằng nào sấy căng vậy, đâu đâu, ở đâu ông ơi, ở đâu? Phải để Ôi tôi bạn kia ăn nó lại đi. rồi, bạn kia nó Ok. rồi. Nó có súng Mình tiểu liên các bạn ơi. nó có số 32, có thể dùng Súng số 32 á, 32. cũng được, cũng được. Ý ra nó ngon hơn cái khẩu súng mình đang chơi, nó là khẩu súng shotgun. Shotgun M1014 ấy, SPA-12 nó ngon hơn mà. Ở Thôi đây. có thêm ít bom keo, mình Lượm thêm có 12 quả. mình sẽ lượm thêm cái đạn shotgun các bạn ạ. À. Ok. Ê cậu ơi, ở trên Đâu bạn đồ ơi, đâu bạn ơi. có bao nhiêu nhỉ? Chỗ Đúng nào vậy? NE. NE có người NE á, có để người. coi. Nó Wow, NE có cứ người dự đâu tử vậy? băng thôi. Hết tử băng rồi. Dự tử mang á. Lên xe cậu ơi. Ok. Đây bạn ơi, chờ mình chạy qua với. Thế sắp top 1 rồi. Mình nhìn thấy Tường tử băng băng rồi. mình còn 8 tường băng này. Ok. Mình còn Còn có hai 2 team nữa. nữa. Nhưng mà mình không có MP40, mình sẽ không nổi. Đấy đấy, chúng bạn nhé, nó Mình vừa chơi spy dự cũng tử nhận băng ngu vãi xong. chưởng. Đấy, một thằng nó chạy nhỉ? Một thằng Tà đá bạn chạy. ơi. Đâm cho Đây đây, chúng nó. bạn này. Ôi, Có một thằng phía trên rồi. là còn người nữa, phía trên là còn người nữa ông ơi. Phía trên à? Thế lên phía trên nhá. Hay cái này trước. Tông nó cái đã, tông nó cái đã. Ui mạng, máy hơi lag các bạn, máy hơi lag các bạn. Ok bạn này, Ok lên hay xe, lắm lên bạn xe. ơi. Mình Lên loot xe xuống luôn. từ liên cái đã. Từ 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 từ. Đây bạn ơi, Nhanh đây nhanh bạn ơi, đây nhanh, bạn có ơi, súng luôn. đây bạn ơi. Nhanh nhanh, chúng Từ luôn, làm đang gì đang mà phải chết căng cậu đây. rồi. Ủa, chơi lều xe bạn ạ. Cái kèo nó chạy Ok, kìa, nó chạy kìa. đây, đang đang Tông chạy nó, chạy. tông nó. Cắm đầu cắm Tông cổ thằng cậu này chạy luôn. quá là easy luôn. Vỡ từ mang luôn nhà em, vỡ từ mang luôn nhà em. Lên Ui. xe luôn cậu ơi. Bạn ơi, thằng cuối, thằng cuối, thằng cuối. Lấy xe bạn ơi, lấy xe bạn ơi, qua đây, qua đây. Thằng cuối ở ngay hướng Bạn ơi, lên xe, lên 195. xe.
15 à? 15 Đâu, này. chỗ nào, chỗ nào? Ở cái Có chỗ thêm thế. nó đu dây ấy, chỗ đu dây ấy. Đây á, sao đá đá Đúng à? rồi, đúng rồi. Đu dây này. Đó, thấy Đậm xanh đu không? dây này. Cái kia, Đấy, ngẽ, thấy ngẽ. không? Ông ấy nó chạy kìa. Ok, Ok, tôi nhân một dấu. thằng em Yes, ơi. tuyệt vời anh em ạ. Easy Ông ơi, bật ghế lên ông ơi, bật ghế lên ngồi Nghe giọng tận hưởng hay. nào. Nghe giọng hay, giọng hay. Ok, Đây, bật ghế lên ngồi tận hưởng nào. ok. Nhập Úi con mèo. giời ơi, lên ông ơi. Ok, tôi mua rồi mọi người ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.